Bắp, gu người yêu của em là gì vậy? Hả? À, thì gu của em là đánh đá. À, nhưng mà thôi bỏ đi, đừng có nói chuyện này nữa. Hả? Sao lại bỏ đi? Tự nhiên đang nói cái kêu bỏ đi. Ủa mà khoan. Anh ơi, sắp 20 tháng 11 rồi kìa. À, thiện sao em? Anh không hiểu ý em gì hết trơn á. Rồi rồi, em thích quà dành mua cho. Dạ, em thích Mac á. Hả? Mac Lenin hả? Anh lại không hiểu ý em nữa rồi. À, rồi rồi, để anh đi mua cho bé liền. Ta ta, tặng em nguyên con Mac Pro luôn nè. Anh không hiểu ý em gì hết trơn á. Ủa, còn Mac gì nữa vậy mọi người? Điểm danh ngày xưa. Ok, lớp điểm danh nha. 10, 20, 30, 40. Ủa, sao có 43 đứa vậy? Còn một đứa nữa đâu? Dạ cô ơi, bạn Nhã hôm nay nghỉ học rồi cô. À rồi, ok. Nhã vắng. Còn điểm danh ngày nay thì cô bắt đầu điểm danh nha lớp. Nguyễn Hoàng Chính Nghĩa. Dạ có cô ơi. Ok. Trần Vạn Thanh Nhã. Nhã có đó không em? Con Nhã đâu? Hình như nó ngủ quên anh này, nó cấp hay gì rồi mày ơi. Tới công chuyện thiệt chứ. Anh em cứu nói chuyện này đi. Ai bật mic. Điểm danh giùm nó đi. Mấy fan để tôi. Rồi Nhã vắng nha. Dạ cô ơi, bạn Nhã góp mạng bi ao ra ngoài nên nhắn vô group lớp. Nhờ em điểm danh giùm mất cô. À rồi, cảm ơn em. Nhã hết vắng nha. Tình nghĩa anh em bấy lâu nay vốn như quên không bao giờ đổi thay. Khi tôi lạc lối không còn điểm dừng. Nhã mày mua giùm má chai nước ngọt coi. Coca hay Pepsi má? Pepsi đi. Muốn dạng chai hay lon? Lon. Pepsi không calo hay có calo má? Không calo. Size lớn hay size nhỏ vậy? Thôi thôi bỏ đi, mua nước suối được rồi. Vậy Aquafina hay La Vi má? Aquafina. Má lấy lạnh hay không lạnh? Mày có tin tao lấy chổi quýnh mày bây giờ không? Con chỉ hỏi thôi mà. Mà chổi trà hay chổi lông gà vậy má? Cái đồ chó đẻ. Chó búp hay là Pitbull vậy? Dọn đồ ra khỏi nhà. Lát nữa hay bây giờ vậy má? Đi liền, ngay bây giờ. Không tao giết mày chết. Má giết bằng dao hay kéo? Dao. Trên cổ hay dưới bụng con vậy? Vợ ơi, anh mới săn xe được một con robot có khả năng đọc được suy nghĩ nè. Trời ơi, nhà đang khó khăn mà ông còn mua mấy thứ lên ta linh tinh thì về nữa. Ông có biết là ông bị lừa rồi không? Trên đời này làm gì có robot đọc được suy nghĩ. Nhưng tôi thì có thể đó. Không thể nào. Hoàn toàn có thể đó cô bé à. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Không thể nào. Nhưng nó đang xảy ra rồi còn gì. Thử chọn một số coi. Số 18. 18. Bông tím. Bông tím. Chết rồi, lỡ mốt nó phát hiện mình ăn cắp tiền của chồng mình rồi sao? Ăn cắp quỷ đen của chồng. Mày tên là gì vậy? Tao tên là Linh Đáo là La. Con mày tên gì? Tên gì còn lâu mới nói. Hello. Nhã bé bắp. Coi như con robot này hoạt động được đi. Nhưng mà mình không kiếm được tiền mấy tháng nay rồi. Anh còn không biết tiết kiệm tiền nữa. Tiền mua cái con robot này đủ mua đặng cho nguyên tuần luôn á. Là trời ơi là trời. Không không, thiệt ra anh săn trên siêu hội hoàn tiền 50% của Momo á. Dùng ví trả sao không cần phải trả tiền liền. Có thiệt là không cần phải trả tiền liền không? Thiệt. Vậy cho em cái con robot này nha. Ê đố mày, lúc ông Sáu đi lính mấy thằng rapper thường làm gì trong làng? Không biết. Vậy là mày dở rồi. Nói coi. Thì tụi nó ngủ trong phòng thu chứ đâu. Nhã là một cô chủ nhỏ đang bán nón. Một hôm do ế quá nên Nhã đành phải bán lỗ chiếc nón mà cô đã mua 30.000 cho anh bông tím chỉ với giá 20.000. Anh lấy nón mở túi và đưa cho Nhã tờ 50k vì không có tiền lẻ. Làm Nhã phải cầm tờ tiền qua bên nhà ông hàng xóm đổi để về thói lại cho anh 30.000. Sáng hôm sau bán hàng xóm qua nói với Nhã tờ 50k đó là giả và kêu cô phải đền lại cho ổng tờ khác. Thế là Nhã phải đền lại cho ông hàng xóm tờ 50k thiệt. Câu hỏi đặt ra, Nhã bị lỗ tổng cộng bao nhiêu tiền? Trong một lớp mẫu giáo nọ, cô giáo cầm ly nước lên uống và nói: các em hãy cho cô biết cô vừa làm gì. Dạ thưa cô, cô vừa uống hả? Ok Nhã, giỏi lắm em. Khen Nhã xong, cô giáo liền ngân nga một bài hát. Đang hát say sưa thì tự nhiên con bắp nó làm cho cô giáo giật mình. Cô nói: u là trời, cái con bắp này. Bây giờ mấy em cho cô biết cô vừa làm những gì. Dạ thưa cô, cô vừa uống Coca-Cola ạ.
Ủa bắp, con đang làm gì vậy? Sao không ngủ đi? Dạ, ngày mai là Giáng sinh rồi. Con đang cầu nguyện nếu ông già Noel tặng thiệt là nhiều quà cho con á. À má ơi, tại sao Giáng sinh nào tụi con cũng phải treo gió ngay gần ống khói? Để nhận quà của ông già Noel dạ má. À, do ông già Noel sợ chó nên phải đợi tới khuya mới chui qua ống khói tặng quà cho tụi con được. Mà quà cho con nít thường là bánh kẹo ngọt không à. Nên ông phải bỏ vô đôi giớ để mùi hôi chân đánh lừa sự tấn công của đàn kiến với chuột á. Vãi. À, tại sao ông già Noel lại có màu đỏ trắng vậy ta? À, thiệt ra thì chính Coca-Cola đã một tay xây dựng nên hình tượng ông già Noel với bộ râu trắng và bộ đồ màu đỏ mà chúng ta thấy từ đó đến giờ đó con. À, đỉnh dở. À, làm sao má phát hiện ra mấy cái này hay quá vậy? À, tại vì má hay xem kênh TikTok của nhà bé bắp bắp. Thưa ba, con mới về. Ủa má đâu rồi ba? Má mày đang nấu cơm ở sau bếp á. À, dạ. Nhã, vô chào ngoại đi con. Dạ. Thưa ngoại, con mới qua. Ừ má ơi, cháu đích tôn của tôi hôm nay nó lớn quá vậy trời. Lại đây, ngoại lì xì mừng tuổi cho mày nè. Bây giờ ngoại có tờ 500 và 200. Mày lấy tờ nào? Dạ, con lấy tờ màu xanh nè. À, của con nè. Nè, tại sao con lại chọn tờ màu xanh vậy? Dạ, tại vì màu xanh là màu của niềm tin và sự hy vọng á ông. Lúc này ông ngoại rất vui vì thấy cháu mình mới lớp 5 mà đã hiểu sự đời như vậy. Vậy con đang mong đợi điều gì? Dạ, con mong là ngoại cho con nốt luôn tờ kia ạ. Một chàng trai trên đường về nhà thì đi ngang qua một nghĩa địa. Bỗng nhiên anh ta nghe tiếng gõ lóc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Hết hồn tưởng là có ma nhìn vào thì anh mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên bia mộ. U là trời, ông làm tôi tưởng có ma chứ. Giờ mà ông còn làm gì đây vậy? U là trời, đứa nào khắc sai tên tao? Ủa sao mà sai tên được? Hôm nay mình sẽ đột nhập vô nhà của chị Bắp hắc não cho chị Bắp biết cái đầu khổ bày TikTok luôn nha mọi người. Bắp, chị Bắp, chị Bắp. Bữa nay mới khám phá ra được cái nền ảo đó nè chị Bắp. Nè giờ chị Bắp nhìn vô gương đi. Chị Bắp thấy ở trong gương cái gì cũng bị lật ngược lại đúng không? Thì sao? Nhưng mà có một màu sắc sẽ không bị lật ngược lại trong gương. Thì khùng quá vậy. Nè màu cam á. Đâu? Nè em xin chị nhìn đi. Hãy cho đi. Rồi giờ chị nhìn vô gương nha. Ảo thật đấy. Mày xạo hả? Nãy mày mới đôi dây đúng không? Không, không có nè nè, giờ nhìn lại nha, lại nha. Khi 1m5 giỡn với 1m8.